Chuyển sang những thông tin thăm chúc Tết của lãnh đạo tỉnh. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều nay ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về thăm chúc Tết cán bộ và nhân dân xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội và chính quyền địa phương. Phát biểu tại chương trình chúc Tết và tặng quà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội ông Trần Đình Văn đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng trong năm 2023. Chương trình nông thôn mới giảm nghèo và thu nhập của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, 18 trên 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt của địa phương trong năm qua. Ông Trần Đình Văn nhấn mạnh, xóa đói giảm nghèo là chủ trương được Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Loan tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng công trình xây dựng hạ tầng cho xã Ninh Loan trị giá 600 triệu đồng. Đồng thời tặng hai phần quà cho bà Trần Thị Được, 100 tuổi, ở thôn Trung Hậu, là mẹ liệt sĩ Trần Đức Kiểm, hy sinh năm 1978 tại chiến trường Campuchia. Và bà Trần Thị Tẻo, 96 tuổi, thôn Đình Hải, mẹ liệt sĩ Phạm Văn Thực, hy sinh năm 1972 trong kháng chiến chống Mỹ. Lãnh đạo tỉnh ủy cùng các ngành chính quyền địa phương huyện Đức Trọng cũng trao 20 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Loan đón xuân mới Giáp Thìn 2024 an toàn, tiết kiệm và nhiều niềm vui.